Hello mọi người nhé. Mọi người đã đi lên giường đi ngủ chưa? Em có phải con gái miền Tây không? Em không phải con gái miền Tây đâu. Cảm ơn Ngọc Châu nhỉ. Em là con gái miền Bắc. Hello. Hello mọi người. Lâu lâu. Yes, I'm Vietnamese girl. Lâu lâu rồi mới lên livestream ở trên Instagram. Vừa thấy Linh Duyên đó mọi người ạ. Hát bài Níu Duyên á. Phương Anh không biết hát mọi người ơi. Nếu mà biết hát thì em đã thành ca sĩ lâu rồi. Mấy mùa xuân xanh rồi. Em năm nay đầu 2. Phương Nguyên học trường gì á? Phương Nguyên học trường gì chị nói thật là chị không biết là Phương Nguyên học trường gì luôn. Ôi. Hôn gió à mọi người. TikTok á mọi người ơi, TikTok của em không có ma nào xem ý. Em có 200 mấy follow, 200 mấy nghìn follow thôi. Lên trên TikTok livestream ỉu lắm. Chả có ai nói chuyện cùng mình cả. Lên đây là em còn đọc được comment của mọi người. Đúng rồi, em có răng khểnh mọi người. Nhưng mà răng của Phương Anh đang niềng. Răng của Phương Anh đang niềng nên là mồm lúc nào trong tình trạng vầu vầu ấy. Chu chu lên nè. À, đó. Một năm nữa mà được bỏ niềng chắc là sẽ xinh hơn. Còn bây giờ là đang niềng nên là mọi người sẽ này nói chuyện nó không có được tự nhiên. Có chưa? Nó có mấy cái hạt này nè. Mất voi nhá. Sao lại mất voi rồi mọi người? Mọi người có nghe đấy Phương Anh nói gì không? Không mọi người ạ, à, em làm sao mà khỉnh cả hàm được. Em chỉ khỉnh ở hai cái răng ạ, à, nhìn cái gì thấy không? Đó, em chỉ khỉnh hai cái răng. Hai cái răng nanh này của em thôi. Chibu không biết hát vẫn thành ca sĩ. Nhưng mà bởi vì Chibu có tiền. Với cả Chibu có tài năng. Còn em không có mọi người ạ, à. Tóc chị có duỗi cục không hay cắt ngắn nó tự cục không? Chị phải là chứ. Chị phải lấy cái máy là chị là cục vào chứ. Chị phải lên máy là cục vào chứ không lúc mà gội xong nó như thế này này. Nó như thế này này, sợ lắm. Em mà Phan Đình Phùng này à? Hello đồng niên nhá. Like muộn thế à chị? Like muộn bởi vì ở nhà một mình sợ ma. Hello. Tóc ngắn đẹp hả mọi người? Thích tóc dài hơn. Vừa một comment có tóc ngắn đẹp, thích tóc dài hơn. Ca sĩ bây giờ cái gì đây? Em đọc lại. Ca sĩ bây giờ chỉ cần tiền với mắt xinh, số đo vòng trần chứ xấu gì có hát hay cũng không ai quan tâm. Đấy là một số thôi mọi người ạ. Nói chung là phải có tài năng chứ mọi người. Ừ, nhưng mà nói chung là chị Bu thì có danh tiếng hơn chứ. Trời ơi, không không không. Đừng so sánh chị với chị Bu, không liên quan được, không thể. Làm sao mà bằng được, trời ơi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi nhá mọi người. Em không thích mở gấu. Tóc gì đây, đang để nói về vấn đề tóc nhá. Tóc dài thì ai chả thích. Hầu hết con gái Việt Nam nói chung thì phải đến đại đa số 70% là mọi người thì tóc dài. Thì tại sao mà không để tóc ngắn thử một lần cho nó khác biệt với mọi người, đúng không? Chứ tóc dài thì làm sao mà là chuyện bình thường rồi. Tại sao mà không thử, đúng không? Chả việc gì mà tội gì không thử. Làm mới mình, làm mới cuộc sống của mình. Dù chả biết đẹp hay không, cứ phải thử, cứ phải trải nghiệm chứ.
Chị có phải là người đóng MV của anh Lê Bập Bình không? Mọi người có thấy giống không? Mọi người có thấy giống không? Không hiểu sao nhá mọi người nhá. Mỗi lần mà chị ở đây, em ở Ba Đình hoặc Phan Đình Phùng, không hiểu sao mỗi lần mà livestream ở trên Instagram mình lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và thỏ non như thế này, không hiểu sao khi mà mình livestream ở Facebook mình cứ bị băm bổ ấy mọi người ạ. Mọi người comment nhiều quá, đọc từng comment này. You look like Taiwan person. Nhìn trông giống người Đài Loan hả? Không, tóc ngắn như Mỹ Linh thì không bao giờ. Thế thì chị chưa đủ can đảm. Như này là can đảm lắm rồi ấy. Tại vì là nhá, công việc của chị là livestream hàng ngày cho hãng thời trang quần áo. Mà mọi người biết đấy, thông thường thì sẽ phải để tóc dài thì mới tạo kiểu được nhiều kiểu này, xoăn này, xong rồi buộc nửa này, rồi vân vân mây mây. Mà chị cắt tóc ngắn là một trong những cái đột phá rồi. Rất là ít bạn mẫu like mà dám để tóc ngắn như thế này. Chẳng qua là chị sẽ để thời gian khoảng tầm 10 ngày đổ lại thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ còn tóc ngắn như cô Mỹ Linh thì thôi. Niềng răng có đau không? Niềng răng thì thật sự là bảo không đau thì không có phải, nhưng mà không có đau đớn đến cái mức mà không có đau đớn đến như cái mức mà chết đi sống lại đâu. Nhưng mà không hiểu sao những cái lúc mỗi lúc mà Phương Anh thay cái máng này thì khá là đau, nó giống như kiểu cái cảm giác đau sâu răng ấy mọi người ạ. Nhưng mà nói chung là nó không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ khoảng tầm 2 đến 3 ngày là đau nhất khi thay máng. Còn nói chung là cái phương pháp đấy nhẹ nhàng hơn là mọi người niềng niềng sắt rồi niềng các thứ kim loại ngày xưa rồi mọi người ạ. À, không đau đâu. Giọng em đanh đá lắm mí. Ô đúng rồi, em đanh đá mà mọi người. Em đanh đá mà mọi người. Em không thích bỏ filter đâu. Kiểu như này ngoài chắc tăng động. Tóc của chị nhuộm là màu nâu. Nâu lạnh, đúng rồi, màu nâu lạnh. Em ở nhà một mình là đúng rồi mọi người ạ. À, có mấy ông nói chuyện vô duyên kệ đi. Ừ, tôi biết rồi, tôi biết là tôi để tóc dài xinh hơn rồi. Nhưng mà thật sự là muốn có một cái nhìn mới với cuộc sống của mình. Muốn có một cái nhìn mới về cuộc sống của mình, muốn thay đổi cuộc sống của mình. Muốn mọi thứ mới mẻ hơn. Có một vài nỗi buồn nào đấy khiến cho chúng ta muốn phải đi cắt tóc. Piu. Cắt để cái piu một cái. Tóc dài nhìn trông gợi cảm hơn, đúng rồi, tóc dài thì lúc nào cũng trông gợi cảm hơn. Nhưng mà để tóc ngắn thì có thể là trong một vài trường hợp thì trưởng thành hơn. Đi làm khách của chị thích chị để tóc ngắn lắm. Uyên lấy Uyên để tóc thẳng mới nhuộm quả màu rất trẻ trâu, màu xám. Sau này chị có định vào Sài Gòn lập nghiệp không? Thật ra thì bảo chị vứt chị ở trong Sài Gòn một mình thì chị chịu, chị chết chịu luôn, chị không biết làm đâu, là chị không biết làm thế nào luôn ý. Tại vì công việc ngoài Hà Nội của chị thì cũng khá là ok, chưa đến mức mà phải rời vào quê hương để đi một nơi khác. Và gia đình chị hiện tại vẫn ở đây. Và Sài Gòn có, đúng rồi, em bị nổi mụn mọi người. Và Sài Gòn thì cũng vui mà, mấy lần vào hoài luôn. Nhưng mà đợt này tiếc quá mọi người ạ. À, mọi người ở Sài Gòn thì mọi người nhớ là cố gắng giữ gìn sức khỏe và chúng ta sẽ đoàn kết để mau qua hết dịch nhé mọi người nhá. Chị làm nghề gì á? Công việc chính hiện tại của chị hàng ngày là mẫu livestream cho thương hiệu thời trang. Ngày á, thay đến cả chục bộ quần áo, thay ra thay vào và không có nói nhẹ nhàng như này cho mọi người đâu. Lên livestream ở trong một cái căn phòng rất là rộng, nhạc rất là to là sẽ phải gào lên. Đây là đang nói chuyện bình thường mọi người nhá, còn bây giờ sẽ diễn tả công việc đi làm. Hello,
Xin chào tất cả các bác, mọi người đã đang vào livestream của đấy cái cửa hàng của anh làm. Mọi người hãy chấm like, comment và tương tác và chia sẻ livestream nhé mọi người nhá, để chuẩn bị là chúng ta ổn định view và chúng ta sẽ chuẩn bị lên mã. Và mọi người nhớ cho em Phương Anh là khi chúng ta chốt hàng thì sẽ có cú pháp là mã sản phẩm kèm số điện thoại và ba lời chia sẻ của chúng ta lên trang cá nhân hoặc các hội nhóm ở chế độ công khai. Mọi người nhớ là phải để chế độ công khai nhé mọi người nhá. Đấy. Khi mà em đi làm thì em sẽ phải nói như thế đấy. Chứ không có nhẹ nhàng tình cảm như tăng tâm sự với mọi người như thế này đâu. Giật cả mình đúng không? Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Buồn cười á? Không buồn cười đâu, chẳng qua đây là diễn tả lại cho mọi người thôi. Diễn tả lại cho mọi người thôi chứ khi mà vào công việc thì nó rất là bình thường. Đó, có nghĩa là các bác ơi, áo hiện tại của em thì sẽ là ví dụ các ba của em sẽ có đủ size cho mọi người là S, M và L. Cân nặng của chúng ta sẽ có từ 40 cân cho đến 65 kg quay đầu. Và quần của chúng ta sẽ là K4. Và K4 của chúng ta sẽ có giá là 260k tặng kèm cho mọi người là một cái đai đi kèm luôn. Đai này của chúng ta sẽ tệp màu với cả quần luôn. Và XS, S, M, L sẽ là 4 size cho quần. Cân nặng là tối đa 65 và vòng eo của em sẽ là mắc 78. Khi mà đi làm á, mọi người sẽ phải nói như thế, sẽ phải tư vấn cho khách hàng như vậy. Và tại sao nên mua set đồ này, tại sao phải chốt set này, kiểu như vậy mọi người ạ. Đi làm như thế quen rồi, công việc quen rồi. Còn đi lên livestream nói chuyện với mọi người như này thì rất là nhẹ nhàng. Nên là nhiều khi mọi người sẽ bắt gặp Phương Anh ở trên Facebook sẽ hơi hùng hổ mọi người ạ. Không mọi người nhá, em ở mình cũng lắm nhá, em đang có người yêu thôi chứ độc thân nhá mọi người, có giấy chứng nhận hẳn hoi á mọi người ơi. Chị sinh năm bao nhiêu? Dạ ha, em sinh năm bao nhiêu? Đố mọi người biết đó, em sinh năm đầu x 9x đó. Già rồi đúng không? Em bé không ở đây mọi người ạ. Hôm nay em bé về nhà bà nội rồi. Hôm nay em bé về nhà bà nội. Không thể bỏ con gấu đâu mọi người. Sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của nàng. Chị mới niềng mà tháo gì? Chị mới niềng được 2 tháng chứ mấy, 2-3 tháng chứ mấy. Phải 1 năm nữa mới được tháo cơ. Không mọi người, sinh năm 95 gì. Em sinh năm 97 mọi người ạ. Em có con rồi à? Em có 5 đứa rồi mọi người ạ. Cái gì mà mặc đồ táo bạo sợ bố mẹ? Năm nay em 20 mấy tuổi đầu rồi. Em ở một mình mà, em đâu có ở với phụ huynh đâu, em sợ bố mẹ. Đây. Em hỏi hơi ngu. Em có bà bạn chơi cùng khoa, em có cảm giác ấm áp khi nói chuyện với bạn ấy. Bạn ấy đã chia tay bạn trai, em cũng chia tay rồi, cũng chưa nguôi lắm. Gì nữa? Comment mỗi thế chả hiểu gì. Chả hiểu gì luôn. Comment đầy đủ cả đầu cả đuôi thì người ta mới hiểu. Chứ comment mỗi thế chẳng hiểu gì cả. Comment mỗi thế chả hiểu gì luôn. Khi mà hai người độc thân đến với nhau thì nói chuyện bình thường mà. Đâu có gì đâu. Không có vấn đề gì mà. Tiêu chuẩn người yêu của chị á, tiêu chuẩn của người yêu của chị thì sẽ là phải yêu chị. Bây giờ mà chị nói ra là mọi người chửi chị ngay. Tiêu chuẩn của chị nó hơi thực tế, thật sự là nó thực tế. Có thể nhiều người không hiểu thì sẽ bảo là thực dụng, nhưng tiêu chuẩn người yêu của chị sẽ là một người yêu chị.
hơn là chị yêu người ta. Và thứ hai là sẽ là một người có công ăn việc làm, có công ăn việc làm, có kinh tế. Chả tội gì mà mình không có nhu cầu bởi một người như vậy khi mình muốn cuộc sống của mình tốt hơn. Và khi mình là ai, khi mình là ai thì mình mong muốn một cái người bên cạnh mình phải hơn mình chứ, đúng không? Một người đàn ông thì phải hơn mình chứ, làm sao mà Phương Anh không phải là cái tuýp người thích người đàn ông ngang phèo với mình, hay là một người kém hơn mình, cảm giác không được che chở, cảm giác không có được bảo vệ, kiểu như vậy. Kiểu những lúc nào phụ nữ sinh ra thì để yếu đuối mà, là muốn như vậy. Thứ ba thì sẽ là một người đàn ông xem nào, mặc dù là gu, mặc dù là mẫu người, nhưng mà tất nhiên là tất cả những quy tắc thì có thể là phá bỏ trong một lần nào đó mình rung động một ai đó thì sao. Nhưng mà thứ ba thì sẽ là một người à, có một cái câu này hôm nọ có viết ở trên Instagram để lôi lại. Đấy chính là khi mà yêu người giàu có thì cái thứ quý giá nhất người ta dành cho mình đấy chính là thời gian. Đấy chính là thời gian mà người ta dành cho cái tinh giật cả mình. Mai chị đi làm bình thường chăng ạ? Lại đi rồi. Và khi một người đàn ông có tài chính, họ độc lập, họ ở một địa vị nào đó thì họ sẽ rất là đào hoa. Và điều thứ tư đấy chính là sự duy nhất của kẻ đào hoa. Cái gì mọi người bậy bạ, có skill tốt cái gì lên giường mọi người? Không, cái vấn đề đó nhá, cái vấn đề đó là một cái vấn đề tế nhị. Khi chúng ta yêu nhau rồi, chúng ta có cảm xúc thì cái chuyện đấy nó cũng có, sẽ có cảm xúc thôi đâu gì trời. Thời gian ở đây ý, mọi người hiểu thời gian ở đây không? Không phải là lúc nào cũng kè nhau, mà khi thôi, nói chung là mọi người, Phương Anh khó nói lắm. Phương Anh khó nói lắm. Chị cao 1m59, nặng 46,6 cân. Số đo 3 vòng của chị hiện tại là 79, 62, 63, 63 đấy. Lên 63 rồi. Và 90, 91. Vậy em không hiểu người giàu rồi. Càng giàu này, em nói cho mọi người biết nhá. Em nói cho mọi người biết nhá, chả có ai là không có thời gian ở đây cả. Thế mọi người không có thời gian đi kiếm tiền à? Mọi người kiếm tiền thì mọi người tiêu hết được đến lúc chết không? Chết rồi thì cũng ai cũng như ai mà thôi, đúng không? Thời gian cũng chỉ có từng đó. Chả có ai là không có thời gian ở đây cả. Thì bớt chút một chút thời gian, thay vì đi kiếm tiền thì mình ở bên những người mình yêu thương, bên gia đình của mình, đâu có vấn đề gì đâu. Chả có người giàu nào mà không có thời gian cả. Khi mà em không nói về vấn đề yêu đương vớ vẩn nhá, đây là nói về vấn đề đồng hành cùng nhau trong một mối quan hệ nghiêm túc và một quan hệ lâu dài về sau. Mà nói chung là người giàu là người sẽ biết sắp xếp thời gian. Đúng rồi, và người đào hoa thì cái sự duy nhất mà người ta dành cho mình đấy mới chính là quý giá, kiểu như vậy. Vòng 179 à, đúng rồi, bởi vì là lưng của em mỏng, phản lưng của em mỏng. Bố của anh giàu còn anh nghèo, cộng có nhiều thời gian không nhá. Đấy là tiền của bố anh chứ có phải tiền của anh đâu. Bố anh mà giàu thì mẹ anh hưởng, mắc mớ chi em hưởng trời.
Đúng không? Mỗi người sẽ có một cái yêu cầu riêng. Và làm sao mà mọi người có thể đánh giá được việc là như thế nào là giàu? Đúng không? Ở đây có 400 người xem livestream. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm cá nhân riêng về việc là giàu như thế nào và có bao nhiêu là giàu. Bao nhiêu tiền là giàu? Đúng không? Có thể có những người ở đây chúng ta suy nghĩ là à, cuộc đời của chúng ta sẽ chỉ cần vài chục tỷ thôi là đã thấy giàu. Đúng không? Nhưng mà có những người mà họ có vài tỷ rồi thì họ sẽ thấy là phải có mấy trăm tỷ thì mới là giàu. Còn có những người có mấy chục tỷ rồi thì người ta sẽ thấy mấy nghìn tỷ thì mới là giàu. Đâm ra là mỗi mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Mọi người cũng không thể nào biết được là Phương Anh quan điểm thế nào là giàu có và thế nào là đào hoa. Mọi người có hiểu không? Đấy nó chỉ là đạo lý và lý thuyết mà thôi. Giàu tình cảm đúng rồi. Và chả có như thế nào là nghèo cả mọi người ạ. Nói chung là không có khái niệm ở đây. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Đây là Phương Anh nói riêng cái quan điểm của Phương Anh đó mọi người. Chị ơi, chị có bao giờ bị gặp những tin nhắn kiểu bệnh hoạn không? Có nhiều lắm. Chị thấy chứ nó. Chị chả bao giờ chị trả lời mà cũng không bao giờ. Chị không trả lời mà cũng không không quan tâm ấy. Chị vô tình chị vào chị kiểm tra check là bởi vì sợ là sẽ có những tin nhắn của mọi người khách hàng họ PA hay là thế nào thôi, chứ còn chị không quan tâm không trả lời mình cái tin nhắn đó hả? Thật mà đúng luôn mọi người, người giàu ấy thì người ta không có thừa thời gian thì là đúng. Sự thật là như vậy. Thế nên là khi ở bên cạnh một người đó mà mọi người có thấy họ dành thời gian cho bạn thì phải thực sự là rất là quý giá. Còn cái con người giàu tình cảm mọi người ạ, nó nguy hiểm lắm. Những cái người mà giàu tình cảm ấy, yêu một người họ không cảm thấy đủ. Không cảm thấy đủ mọi người ạ. Mọi người có hiểu từ giàu tình cảm đấy không? Gặp ai cũng thương, gặp ai cũng yêu hết, không có nhu cầu. Đấy không phải là gu mọi người ạ. Tại sao mọi người gọi chị là cún? Bởi vì ở nhà chị tên là cún mà. Hôm nào chị sẽ cho mọi người xem mẹ chị hay gọi chị là cún. Bố chị cũng gọi chị là cún. Ở nhà mọi người thì gọi chị là cún mọi người ạ. Cái giàu tình cảm ấy nó cũng có hai nghĩa. Mọi người hiểu không? Một là giàu tình cảm ở đây là nhiều tình cảm dành cho nhiều người. Hai là một người tình cảm sâu sắc. Ý mọi người giàu tình cảm ở đây là gì? Ý mọi người giàu tình cảm ở đây là gì? Thế kỷ 21 quan điểm gần hiện đại, thanh xuân chỉ có một lần. Em biết dành nó cho người xứng đáng làm việc nên làm. Thật ra mọi người ơi, thật sự là như thế này. Mọi người khi mà yêu một người, mọi người có thấy đủ trải nghiệm cảm xúc không? Yêu một người, mọi người có thấy trải nghiệm đủ cảm xúc không? Mỗi một tình yêu nó một khác. Mỗi một tình yêu nó một khác. Và mỗi một người yêu nhau nó lại một khác. Thế nên mà để mà bảo là lựa chọn thật đúng người nào em mới yêu trong một người duy nhất trong cả thanh xuân của em thì khó lắm. Không có cái ngu này thì làm sao mà có cái ngu sau. Không, mọi người, em sinh năm 97. Mọi người là mẹ em ở nhà em là cún thôi mọi người ạ. Mọi người thế thôi. Răng thưa có dùng được không? Có chứ, răng nào cũng dùng được trong suốt hết. Rồi ôi, trừ khi là ôi, cái gì nó chọc nó đau thế nhỉ? Trừ khi là răng của mọi người bị biến dạng quá nhiều, như là hai cái răng nó thụt lên trên này, hay là răng bị thụt xuống dưới này, hay là như thế nào đấy thôi. Chứ còn hầu hết răng khớp khểnh bình thường như thế này thì vẫn dùng đến trong suốt được mà. Rồi mọi người comment nhiều quá, nó cứ nhảy liên tục với chưa kịp. Không nhá, giàu không không đủ đâu mọi người ơi. Giàu nhưng mà họ phải có tài chứ. Chứ giàu ấy mọi người, chứ giàu mà không có tài mà chỉ có biết hưởng của bố mẹ thì thôi vứt. Trời ơi, không có thích kiểu đó. Sẽ đến lúc em chọn được một người mà khi em gì. Khi em mà khi nghĩ đến cảm giác rời bỏ đi thì em không thể chịu được.
thì tất nhiên rồi mọi người. Ai để gì thì chả vậy. Mọi người muốn ẩn bình luận, mọi người kéo sang bên kia, mọi người kéo sang bên kia thì nó sẽ ẩn bình luận đi mọi người ạ. Không phải tâm gì, tâm lý sinh lý hoa súng. Đang tâm sự đàng hoàng với mọi người nhá. Đây là một cái đúng. Đúng là khi mà giàu quá thì nó sẽ có hai mặt. Chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái điều đấy, đúng không? Cái đấy thì chúng ta sẽ phải chấp nhận khi chúng ta lựa chọn chứ. Trước chị bị, em bị cái gì đây? Em thấy trên báo chị đang cũng hóng clip mà không có đó em. Ai mà đánh được chị kiện luôn đi. Không, em mới ăn tối ở nhà đấy mọi người à. Em làm nghiệp anh đi anh bài răng. Cũng không biết đâu. Nhưng mà nói chung là duyên số nữa, đâu phải là muốn là được. Cái duyên, cái số, cái phận, cái nghiệp của chúng ta nữa mà hiểu không? Mọi người có hiểu không? Mong muốn là như vậy, đấy là những cái lời em nói ra nhá. Là mong muốn, là mong muốn, là mẫu hình mình mong muốn. Nhưng mà mình không có duyên. Mình không có duyên và mình cũng không có cái nợ với những cái người như vậy. Hoặc là cái nghiệp của mình phải gặp những cái người đàn ông tệ bạc. Thì sao? Đúng không? Làm sao mà nói trước được cái gì? Để mọi người không phán trách, không phán trách, không mấy được. Không có clip mà có ảnh. Ôi dồi ôi, chị nói thật nhá. Nhiều chiêu trò lắm. Thật sự luôn. Có mọi người muốn xem clip ấy, chị inbox thẳng chị cho xem này. Chị có cả clip luôn á. Đỡ phải tò mò. Công nhận không? Mọi người công nhận không? Dạo này hay story buồn hả? Bởi vì buồn đó. Nhìn giống Kim Sohee. Chị niềng răng sao em không thấy chị niềng? Tại vì đang ăn. Vừa mới ăn xong nên bỏ ra mọi người ạ. Đổi filter á, đổi kiểu gì thôi, lười lắm không đổi đâu mọi người ơi. Thân hình em vô cùng bình thường nha mọi người, không có gì nổi bật không mọi người ạ. Chị có vẻ tin vào duyên số. Tại vì chị đã trải nghiệm. Chị đã trải qua. Thế nên chị rất là tin vào duyên số. Và chị tin vào cái linh cảm. Chị ở một mình, chị không ở với Uyên. Mọi người thỉnh thoảng Uyên mới lên đây chơi với chị thôi. Uyên còn phải ở nhà để đi học ở gần nhà. Còn ở đây chị đi làm gần chỗ làm của chị. Thôi mọi người, Phương Anh sợ mùa đông lắm. Chị sợ mùa đông. Biết là mình kiểu tóc của chị là kiểu cụp thôi. Kiểu tóc cụp với mọi người. Ôi dồi ôi, 2K7 có đến được với chị không? Lo mà năm nay thi cấp 3 đi. Yêu đương cái gì? Nhố nhăng quá nha. Lo mà yêu đương đi nha. Đinh xỉu cao số. Người ta có câu như này: trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì thì gì, đố mọi người biết. Bạn đã từng khóc vì ai chưa? Có chứ, khóc nhiều chứ. Cuộc sống mà làm sao mà không khóc cho được.
thật cho chưa một tháng nào mà không khóc trên cuộc đời, khóc hoài. Ôi sao mình live stream của Instagram mình nói lâu đấy nhở? Mình nghĩ mình nên tắt đi để cho mọi thì cho mọi người đi ngủ, và mình sẽ vào mình tẩy trang và nằm trên giường. Sao chị lại chắc chắn những chuyện chị trải qua là do duyên số? Bởi vì chị cảm nhận đó, chị cảm nhận đó. Chị cảm nhận vậy đó. Chị tôi chia sẻ cái chuyện này thì hơi sớm, nhưng một lúc nào đó thích hợp chị sẽ chia sẻ với mọi người. Về chuyện tình yêu, đừng khóc chị à. Thật sự là có những khoảng thời gian tâm lý nhạy cảm đến mức mà chỉ cần nghe thoáng qua một bài hát ở trên taxi thôi là cảm xúc nó ùa về và khóc ngon lành, không thể nào không khóc được. Khi ở một mình. Chị Phương Anh ơi, một đứa con gái hay dỗi hờn vu vơ, mình với nó lại cũng không kiểu muốn cái gì, với lại nó cũng kiểu muốn mình được nuông chiều, thì có phải nó đang có tình ý với mình không ạ? Ừ thì đúng rồi em, nó đang có ý với em đấy, nhưng mà không hiểu ý nó là như thế nào. Không hiểu ý của nó là như thế nào thôi em ạ. Con gái ai cũng thích được nuông chiều hết, chả có người phụ nữ sinh nào sinh ra là để mạnh mẽ cả. Khi mà ông trời ông ấy chia ra làm hai cái phái, đó chính là yếu đuối và mạnh mẽ. Phụ nữ thì trừ khi là đi qua quá nhiều đau khổ và bi thương mới phải mạnh mẽ và hãy nghị lực, chứ mạnh mẽ để dành cho đàn ông, đúng không? Người phụ nữ nào cũng mong muốn được mong manh và yếu đuối mà, đúng không? Yếu đuối đúng lúc, trưởng thành đúng lúc. Yếu đuối đúng lúc và trưởng thành đúng lúc thì họ sẽ cảm thấy mình không có nhàm chán, và họ cảm thấy mình không có bị phiền phức. Chị có ngại việc tiết lộ đó cắt xê đóng MV không? MV nào mọi người? Thực sự là nếu như mà chị âm mộ chị đóng miễn phí luôn á. Buồn ngủ đấy, bắt đầu ngáp. Hello, bye bye mọi người. Mình sẽ vào mình tẩy trang và mình đi ngủ đây. Bởi vì làm Facebook của Phương Anh bị khóa nên mới phải lên livestream nói chuyện với mọi người thôi. Nhưng mà em với nó chỉ là bạn bình thường thôi ý. Mà em thấy nó cũng kiểu như thế với một mình em thôi. Thế thì em hãy tìm hiểu thêm. Em hãy tìm hiểu thêm và em nhớ nhá. Em phải nhớ là nếu như mà em tìm hiểu một cách thật là khéo léo, nếu như không khéo léo, lỡ may mình tưởng tượng một cái, cuối cùng tình bạn nó thành toang đó em. Tình bạn thành toang. Em chưa đi ngủ mọi người ạ. Bây giờ là vào tẩy trang. Tẩy trang, skin care, uống thuốc, nằm lướt TikTok, Instagram, xong rồi ngắm vuốt, xong rồi bắt đầu mới đi ngủ. Hiểu chưa? Em làm sao mà lộ ngực được mọi người, em dán ngực mà. Còn mọi người nhìn cái này, nó là cái áo. Này là nó là cái áo, nó không phải cái đầu ngực của em đâu mà lộ. Trời ơi, cái livestream là phải cẩn thận chứ mọi người. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Và hôm nào mà mặt mộc đang xấu không đi cho xem được.
Mọi người muốn xem mặt mộc của em thì bao giờ em không make up thì xem. Bây giờ em đang make up nên không thích để mặt mộc được không? Mà mọi người muốn nhìn mặt thật của em, mọi người gặp em ở ngoài nhìn luôn, nhìn trực diện luôn, nhìn qua một cái màn hình này nó không đánh giá được cái gì đâu. Thôi ba ba mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bây giờ thì Vương Anh đi vệ sinh cá nhân đây. Facebook của Vương Anh đang bị khóa mọi người ạ. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những live stream khác nhé. Bye bye mọi người nha. Mai có like nữa thì em chưa biết được. Bây giờ em mệt quá. Em sẽ đi tẩy trang đây. Bye bye nha.